Tỉnh đảo Hải Nam Trung Quốc ngày hôm nay tiếp tục phải hứng chịu lượng mưa cực lớn trong ngày thứ ba liên tiếp, gây ngập lụt cục bộ. Đợt mưa này được cho là do ảnh hưởng của bão Trà My, hay còn gọi là bão số 6 tại Việt Nam, cùng với đợt không khí lạnh. Mặc dù bão Trà My không quét trực tiếp qua đảo Hải Nam, song các thành phố ở đây vẫn chìm trong biển nước do ảnh hưởng của bão. Ngày hôm qua, khu vực này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 295mm trong vòng 24 giờ, đánh dấu lượng mưa nhiều nhất trong một ngày bất kỳ của tháng 10 kể từ năm 2000. Ủy ban Phòng ngừa và Cứu trợ Thiên tai của tỉnh Hải Nam đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp độ 3 lên cấp độ 2 trong thang 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt và phòng ngừa bão. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ có lượng mưa lớn hơn 250mm. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ thảm họa địa chất do lượng mưa lớn bất ngờ